Vâng, trước mắt quý khách hàng đang theo dõi video của kênh chúng tôi là cặp lục bình chất liệu làm bằng gỗ xà cừ. Và hôm nay thì bên cơ sở mình gửi tới quý vị khách hàng và về thông số và chi tiết của cặp lục bình này. Và nếu quý vị khách hàng nào có nhu cầu đặt mua thì có thể liên hệ ngay cho chúng tôi. Và đầu tiên thì đôi này chúng tôi làm là có chiều cao là 1m60 và đường kính của nó là 43 và hàng là hàng đục tứ quý và đục tứ quý thông mai cúc trúc. Và đây trước mắt quý khách hàng, đây là bức mai và bên này là bức thông. Vâng, đằng sau sẽ là cúc và trúc. Vâng, đầy đủ. Đây là một chiếc lục bình là sẽ đục tứ quý xung quanh. Vâng, hàng thì hàng đây là hàng thô tận mắt, trực tiếp sản xuất, quý vị có thể chiêm ngưỡng từ phần mộc. Và khách hàng cần phun sơn PU theo màu nào thì bên cơ sở sẽ phun theo yêu cầu. Và giá của chiếc lục bình, cặp lục bình, một cặp lục bình như thế này có giá là 11 triệu đồng và bao gồm là sơn PU hoàn thiện đẹp đẽ và sẽ miễn phí vận chuyển 50 km khu vực Hà Nội và có giao hàng toàn quốc nhé. Vâng, và mọi chi tiết thì quý vị khách hàng có thể liên hệ nhấc máy gọi ngay cho bên cơ sở hoặc nhắn tin qua Zalo theo số điện thoại đây. Và đồ gỗ Bích Quyền và địa chỉ tại Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Và số điện thoại quý vị liên hệ là 0354318894. Vâng.